Sáng 8 tháng 5, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, hai tàu cá cùng 8 ngư dân bị sóng đánh trôi giạt và mắc cạn khi đang neo đậu tại vùng biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách bờ khoảng 1 hải lý. Theo đó, vào lúc 2 giờ 30 phút sáng 8 tháng 5, bất ngờ có gió to, sóng lớn khiến tàu cá mang số hiệu TTH91075TS do ông Trương Viết Hiệp, trú thôn An Dương 1, xã Phú Thuận làm thuyền trưởng, cùng 3 thuyền viên bị sóng đánh trôi giạt cách bờ biển xã Phú Hải khoảng 20 mét. Cũng vào thời điểm này, tàu cá TTH92349TS do ông Phan Văn Điền, trú tại thôn An Dương 3, xã Phú Thuận làm thuyền trưởng và 3 thuyền viên bị sóng đánh trôi giạt vào bờ, mắc cạn tại bờ biển thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải, cách bờ khoảng 10 mét. Đến 3 giờ 40 phút sáng cùng ngày, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế đã cử một tổ công tác gồm 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân tiến hành cứu hộ được hai tàu cá gặp nạn. Hiện tất cả 8 ngư dân trên hai tàu gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn. Riêng tàu cá TTH92349TS đã được cứu hộ. Còn phương án cứu hộ tàu TTH91075TS bị chìm cách bờ khoảng 20 mét vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành.